Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị giám sát theo quyết định số 5270 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ chủ trì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn giám sát 5270 Lương Nguyễn Bình Triết, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Văn Quảng ghi nhận đánh giá cao quá trình làm việc nghiêm túc, khoa học và khẩn trương của đoàn giám sát 5270. Đồng thời cho biết, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ nghiêm túc đánh giá, chỉ đạo và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, cũng như đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai khắc phục những hạn chế mà đoàn giám sát chỉ ra đối với tập thể và từng cá nhân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn giám sát 5270 Lương Nguyễn Bình Triết cho rằng, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu và đề xuất Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh những ưu điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn giám sát 5270 cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân sự thành phố và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ chủ trì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sớm khắc phục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.